Chào tất cả những người anh em nha. Thì hiện tại gần đây thì trên TikTok có rất là nhiều anh em làm xe ô tô, là khuyến mãi cho anh em mình, khách hàng thân thiết, khuyến mãi là thay nhớt, mua xe tặng bình nhớt đúng không? Nhưng em Thịnh thì không có quen bên bán nhớt, không có mua được giá tốt, cho nên là em Thịnh sẽ bớt hẳn 5 triệu luôn. Anh em khách hàng quen đến đây mua xe, nhân dịp từ đây tới Tết, mua xe nào cũng được, em Thịnh tặng anh em mình 5 triệu, không tặng bình nhớt, nhưng tặng cho anh em mình 5 triệu đồng. Anh em cầm tiền qua đây mua xe hoặc là cọc xe, em Thịnh sẽ tặng cho em 5 triệu đồng về ăn Tết nha anh em nha. Mua bia hay uống đó, nhưng mà nhớ là khi mà Tết tới mua bia uống rồi chạy cũng phải cẩn thận, từ từ nha đó, cho vợ chạy hay cho ghệ chạy, mình đi nhậu ha cho nó chắc cú, đừng có ăn nhậu rồi chạy xe nguy hiểm nha đó. Xe thì bên em Thịnh rất nhiều nè, thích xe nào cứ qua để lựa, cho 5 triệu một chiếc, cứ 5 triệu một chiếc vậy anh em mình mua xe 40 triệu cũng cho anh em 5 triệu luôn, tặng 5 triệu lấy lộc nha, xe nào cũng tặng 5 triệu lấy lộc. Thậm chí anh em dễ thương qua có chiếc xe bớt cho anh em 30 triệu vẫn bớt luôn, bán xả hết đi nghỉ Tết anh em. Thì cũng qua bữa giờ 10 bữa đổ lại đây em bán rất là nhiều xe 10 bữa đổ lại đây ngày nào thì cũng bán được 3-4 xe, 4-5 xe anh em, rất là đông. Nói chung cũng Tết tới cận kề rồi, anh em mình cố gắng tranh thủ lên lựa chọn những cái dòng xe bên mình nha, rất là nhiều anh em không. Mấy nay bệnh quá anh em, xe hay mình đông lắm. Anh em cứ qua lựa, qua lái thử, qua chạy thử, trải nghiệm thử với em Thịnh nha. Rồi cảm ơn và chúc cho anh em mình nhiều sức khỏe, học hành công trong cuộc sống. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh của em để cập nhật nhiều video nha.